Rồi xin chào anh em, đây là cái máy ảnh 1DX Mark 3 của Canon, cái máy ảnh rất là khủng về mặt cấu hình. Thì dòng DSLR Canon đã ra cái 1DX Mark 3 này và Nikon cũng vừa mới ra mắt đây cái Nikon D6 cấu hình rất là khủng. Thì nhiều anh em xem các cái bài trên tay cũng như là bài chia sẻ về các trải nghiệm về các cái tính năng công nghệ rất là mạnh mẽ ở trên này. Thì anh em bảo là không biết mua để làm cái gì với một cấu hình rất là mạnh như vậy. Thì anh em biết là hiện tại giờ máy ảnh mirrorless rất là mạnh mẽ, rất là nhiều cái tính năng về công nghệ. Nhưng mà DSLR riêng hai dòng này thì hồi trước đến giờ là dành cho những người chụp dịch vụ chuyên nghiệp, những người chụp studio, những người đòi hỏi cái độ bền cực cao, chịu thời tiết, đi chụp hoang dã, hay là anh em thể thao đòi hỏi một cái máy phải xử lý rất là nhanh. Thì hai chiếc máy này ra mắt trước cái dịp thể thao lớn nhất thế giới Olympic Tokyo 2020 sắp tới đây. Thì người ta nói đây là hai chiếc máy DSLR dành cho cái lễ hội này, dành cho các phóng viên sử dụng dòng DSLR này. Dĩ nhiên là mirrorless thì cũng có Sony A9 hay là một số dòng khác ở một cái cấp độ nào đó các anh em vẫn dùng. Nhưng mà riêng DSLR thì hai dòng này là hai dòng dành riêng cho đối tượng đó. Trừ trường hợp anh Hải ô hay là anh Bảo tiền không quan trọng, sắm máy cấu hình cao để làm thú vui tao nhã thì cái chuyện đó không nói. Nhưng mà đối tượng mà các hãng sản xuất cái dòng máy DSLR là rất là rõ ràng. Rồi, thứ nhất là về cái chip xử lý của 1DX Mark 3 này là con chip DGX, là một cái chip mà mạnh nhất, mới nhất hiện tại của Canon cho cái dòng DSLR này. Thì với cái con chip xử lý hình ảnh mới này thì ngoài cái việc là làm cho hình ảnh tốt hơn, nhiều thứ khác nữa, thì mình nói đến cái tốc độ chụp liên tục. Cái này chúng ta chụp qua cái ống ngắm OVF này thì chúng ta có thể chụp 16 frame trên giây và chụp live view là 20 frame trên giây. Thì cùng đó là cái Nikon D6 á, là nó là 14 frame giây và 10.5, có nghĩa là 10 frame rưỡi trên giây khi chúng ta chụp ống ngắm, thấp hơn một tí xíu so với con này đó. Thì với cái tốc độ chụp mà rất là cao như vậy trên một cái máy chuyên nghiệp này thì phục vụ cho cái nhu cầu riêng biệt chúng ta chụp các cái loại ảnh di chuyển nhanh, thể thao các kiểu. Rồi cái điểm thứ hai là về cái việc lấy nét. Chúng ta chụp nhanh rồi mà còn khả năng lấy nét nữa thì cái 1DX Mark 3 này sử dụng cái công nghệ lấy nét là Dual Pixel CMOS AF. Thì chúng ta có thể chụp 191 điểm AF mà khi mà chúng ta chụp bằng cái ống ngắm. Đó, trong đó có 155 điểm lấy nét cross style. Và nếu mà chúng ta lấy nét live view và có thể kết hợp với lại cái AF on thông minh ở trên này thì chúng ta thấy là có gần 4.000, tức là 3.980 mấy đó, là gần 4.000 điểm lấy nét, gần như là full màn hình và chúng ta không phải lo nó trượt nét ở bất cứ một cái vị trí nào khi mà chúng ta chụp ảnh thể thao đó. Rồi điểm thứ ba là như vậy thì ở trong cái bối cảnh thiếu sáng thì cái khả năng lấy nét đó như thế nào. Chúng ta thấy là cái thông số kỹ thuật của 1DX Mark 3 này chúng ta có thể lấy nét đến thiếu sáng 4 stop đó. Thì nếu mà lấy nét trên live view thì nó lên đến 6 stop khi mà trong cái bối cảnh thiếu sáng. Thì cái này ở một số hoàn cảnh hoặc là đối tượng chụp, ví dụ như ta chụp rất là xa hoặc là trong rừng rú chụp mà động vật hoang dã, ta không thể dùng đèn hay là flash đánh hay là gì đó, thì cái việc mà lấy nét chính xác và lấy nét nhanh ở cái mức độ thiếu sáng 4 hay là 6 stop là rất là quan trọng đó. Rồi cái điểm mà mình hồi nãy có nói, mình nói kỹ hơn là cái nút AF on cảm ứng ở trên này nó rất là hay. Đó là khi mà chúng ta chụp, mà kể cả khi chụp OVF hay là chụp live view ở đây cũng vậy, chúng ta cái ngón cái nó nằm ngay vị trí này rồi là nút AF on, thì chúng ta chỉ cần việc rê và đến một cái chỗ, tức là khi rê là nó bắt nét luôn. Thì chúng ta chụp mà di chuyển, đối tượng di chuyển nhanh, thể thao hay là đua xe hay là các kiểu thì rất là tiện và nhanh nữa. Máy chúng ta nó không có phải là lo lắng hay là bị trượt nét phải thế này kia, kết hợp với lại tốc độ chụp liên tục rồi rất là nhiều điểm lên nét nữa thì là cái ảnh chúng ta cảm làm cho cái việc người chụp rất là yên tâm về bức ảnh chúng ta có thể sử dụng được. Ok. Rồi điểm tiếp theo đó là cái vấn đề lưu trữ hình ảnh trên cái khe thẻ này. Thì cái 1DX Mark 3 này chúng ta thấy là nó có hai khe thẻ CS Express Type B. Thì với hai cái khe thẻ này mà tốc độ đọc và tốc độ ghi rất là nhanh, để chúng ta kết hợp với chuyện là chúng ta chụp liên tục rất là nhiều các thứ, thì cái buffer của cái 1DX Mark 3 này chúng ta có thể lưu hơn 1.000 tấm RAW hoặc là RAW với JPEG hoặc là RAW
đó. À, anh em biết là cái nâng cấp này rất là mạnh, bởi vì cái phiên bản trước là một đến mắt 2 á, nó chỉ được 170 tấm thôi, cái này đến hơn 1.000 tấm. Như vậy thì với một cái người mà tác nghiệp đòi hỏi cái việc chụp nhiều, chụp nhanh và tốc độ ghi nhanh, và cái buffer nó không bị treo đứng khi mà chúng ta chụp liên tục 1.000 tấm như vậy, nó rất là cảm giác yên tâm khi chúng ta sử dụng cái máy cũng rất là khủng như thế này. Rồi đó, thì mình chỉ chia sẻ với anh em 5 cái điểm highlight, những cái điểm ấn tượng của mình về cái máy Mục Đích Mark 3 này. Trên camera anh Tế đã nói rất là nhiều về sức mạnh, cấu hình chi tiết của cái này rồi. Hiện tại thì mình thấy giá công bố nước ngoài là hơn 140 mấy triệu cái body. Ở Việt Nam thì mình thấy Lê Hữu Minh báo là 189 triệu, nhưng mà trong đó có 81 triệu là tặng quà, nào là đồ độc thẻ, ba lô, chân máy các kiểu. Đó thì hơn 100 triệu cho cái body này ở tại Việt Nam là rẻ hơn nước ngoài. Đó thì nếu anh em đã có nhu cầu ăn chơi phải sướng ha, có tiền thì mình cứ chơi, còn không thì đây là chiếc máy dành cho những người có nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp, những anh em chơi thể thao, chụp rừng rú, chụp hoang dã, đòi hỏi rất là nhiều thứ với một cái chiếc máy mạnh mẽ như thế này. Rồi, cảm ơn anh em.